Từ sáng ngày 14 tháng 11, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm. Theo đó, cầu Tràng Sông Rin, cầu Tài Nhu qua xã Sơn Hải, cầu Sơn Kỳ qua xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà đã ngập. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hà đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện qua lại, tạm dừng hoạt động đò ngang và nghiêm cấm người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa lũ. Từ 5 giờ sáng ngày 14 tháng 11, tuyến quốc lộ 24B đoạn đi qua các xã Sơn Thành, Sơn Hải, Sơn Thủy và Sơn Kỳ bị chia cắt cục bộ, giao thông qua khu vực này bị ách tắc trong nhiều giờ liền. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Sơn Hà thông báo cho học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở với trên 20.000 em trên địa bàn huyện nghỉ học ngày 14 tháng 11. Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường liên xã miền núi huyện Sơn Tây bị sạt lở. Sáng ngày 14 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao từ 0,3 đến 1 mét tại nhiều đoạn quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây tắc đường, giao thông đi lại khó khăn. Theo đó, mưa lớn gây ngập quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường, ngầm nước Oa, thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, từ 0,7 đến 1 mét. Mưa lớn cũng khiến mặt đường xuất hiện ổ gà từ km 103 đến km 141, thuộc các xã Trà Giòn, Trà Nam của huyện Nam Trà My, khiến phương tiện đi lại khó khăn. Tại quốc lộ 14H, nước ngập sâu từ 0,3 đến 1 mét tại cầu Khe Rin, cầu Bến Đình, ở các xã Phước Ninh, Quế Lâm của huyện Nông Sơn. Cũng trong sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Sáng ngày 14 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 6 giờ sáng cùng ngày, lũ trên sông Bến Hải, sông Hiếu tại Đầu Màu đều vượt hoặc xấp xỉ báo động 2. Mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn, làm chia cắt giao thông tại nhiều nơi. Trong đó, huyện Đắk Rông có 10 điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1,5 mét. Tại huyện Hướng Hóa có 4 điểm ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét. Còn ở huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm, liên xã thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và thị trấn Diên Xanh bị ngập, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Không chỉ gây ngập lụt, chia cắt giao thông, mưa lũ còn khiến 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Trong đó, xã Cam Tuyền có 300 hộ, xã Cam Hiếu 310 hộ, xã Cam Thủy 70 hộ, thị trấn Cam Lộ 100 hộ, xã Cam Thành 20 hộ. Hiện chính quyền và lực lượng chức năng huyện Cam Lộ đã sơ tán 255 hộ dân với 550 người ở khu vực thấp trũng đến nơi an toàn. Sáng cùng ngày, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn cộng hồ thủy điện điều tiết xả nước từ thượng nguồn cũng gây ngập úng cục bộ. Sáng ngày 14 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin cảnh báo về tia cực tím UV ở 5 địa phương trải dài cả nước, đều đạt mức cao và rất cao, có nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Theo đó, dự báo trong ngày ở các thành phố miền Bắc và Huế, Đà Nẵng có chỉ số tia UV cao nhất ở mức trung bình. Các địa phương bao gồm Hội An, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau đều đạt mức cao đến rất cao và xảy ra chủ yếu từ 11 đến 14 giờ. Trong 3 ngày tiếp theo, các thành phố đều có chỉ số tia UV cực đại, tiềm năng có nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Riêng Cà Mau ngày 15 tháng 11 có chỉ số tia UV nguy cơ gây hại rất cao. Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra số 106 trên KLTTCB ngày 11 tháng 5 năm 2021. Tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, chỉ ra nhiều sai phạm ở công tác quản lý, sử dụng đất, liên doanh, liên kết hoặc cho các công ty thuê đất, mua sắm tài sản, thực hiện các dự án cải tạo cơ sở vật chất. Hóa đơn của khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang bị Cục Thuế Hà Nội cưỡng chế và phong tỏa tài khoản do chưa trả nợ thuế đất theo đúng quy định. Khoản nợ thuế đất đã lũy tiến tăng dần và sau 2 năm, con số nợ đã trên dưới 900 tỷ đồng.
khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình được xem là không có khả năng chi trả khoản nợ trên, do vậy lãnh đạo ngành thể thao xin khoanh nợ để giải quyết. Theo thông tin từ Cục Thể dục Thể thao, các nội dung đã được thống nhất sau buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Từ đó, có văn bản và lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ trình các cấp thẩm quyền cao hơn xem xét vấn đề này. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết luận về kết quả kỳ họp lần thứ 32, đề nghị kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020, xem xét kỷ luật ông Huỳnh Văn Lưu, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đối với nội dung tố cáo ông Võ Văn Phước, Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận là tố cáo đúng và đề nghị Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Võ Văn Phước. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh và thay đổi hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách đối với ông Lâm.